Chiều tối 12 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp lãnh đạo của 5 doanh nghiệp lớn đại diện cho 3.000 doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là sau đại dịch COVID-19, để khắc phục những đứt gãy của chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã đầu tư nghiêm túc, quan tâm công tác bảo vệ môi trường và chăm lo tốt cho đời sống của người lao động. Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có truyền thống lịch sử, gắn bó từ trong kháng chiến giành độc lập dân tộc của hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong lúc khó khăn hoạn nạn do đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam và Trung Quốc vẫn giữ được nhịp độ hợp tác. Là bạn hàng nhập khẩu và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 36 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 6% so với năm ngoái. Đến nay, Trung Quốc là nước đứng thứ 7 trong 136 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam với trên 20 tỷ đô la Mỹ. Trong 3.000 dự án, có những dự án có vốn đầu tư rất lớn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất sợi, dệt vải và may mặc, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Tại buổi tiếp, lãnh đạo 5 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn Techhome đang đầu tư vào 14 dự án, tạo việc làm cho 25.000 công nhân, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc công ty này đã thực hiện thành công mục tiêu kép của chính phủ. Lãnh đạo một số doanh nghiệp cũng cảm ơn Việt Nam là nước phòng chống COVID-19 tốt nhất thế giới. Vì thế, họ đã vững tin không cắt giảm lao động mà cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn này. Cùng với kết quả chống dịch COVID-19 và cuộc gặp này với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ càng tự tin hơn để mở rộng đầu tư vào Việt Nam.